Chào tất cả các anh, thì hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các anh là cách nâng cấp bản firmware mới nhất của camera 9K8. Thì bước đầu tiên thì các anh tháo cam xuống và các anh lấy cái dây kết nối để kết nối trực tiếp vào máy tính. Thì cái dây này thì khi các anh mua hàng thì bên em cũng đã tặng kèm anh một cái rồi. Đầu tiên là các anh kết nối nó với máy tính của anh. Đây. Hãy chờ một lát để nó kết nối máy tính. Ok, sau khi nó đã kết nối xong ấy, thì bước tiếp theo các anh phải vào website là webvision.vn. Đây, anh đi vào webvision.vn. Đây, cái anh gọi là webvision.vn. Bước tiếp theo là các anh ấn vào chữ mục download. Các anh nhìn của em đây là bản là firmware là ID là 31 firmware WebGS8 tháng 8 năm 2017. Đây, cho các anh ấn vào mục download. Các anh chờ một lát để nó download về máy. Ok, sau khi download xong thì các bác mở cái phần mềm cái mục download này lên. Đây, nó có 3 mục này. Bước đầu tiên ấy thì đây. Nó sẽ ra cái mục này. Đây. Sau đó các bác vào cái thư mục mà các bác đã tải về thì các bác ấn vào góc phải rồi thì hiển thị trong thư mục đã tải về rồi. Sau đó, đây, các bác giải nén nó ra. Đây. Đây thì sau khi tải giải nén ra ấy, thì nó sẽ có cái file là firmware.bin đây. Phải ra file là firmware.bin. Sau khi nó ra cái file firmware.bin thì các bác copy sang. Các bác chỉ lưu là chỉ copy nguyên cái file firmware.bin thôi. Còn cái file kia thì để một chỗ. Và các bác lưu ý là chỉ phải là cái này là firmware.bin thôi nhé. Còn có sau này nó có số 1 hoặc số 2 là sau này các bác tải sang nó cũng không nâng cấp được đâu. Rồi copy bác trong đây. Bác paste ra. Ok. Sau khi các bác đã tải thành công ấy, các bác rút nguồn điện ở đây. Đây. Bác đang cắm điện bỏ cái màn hình bên, các bác rút điện trong màn hình ra. Các bác cắm vào cái chân đi. Cho lên hình. Ok, sau khi lên hình xong ấy thì nó sẽ lên cái bảng là cơ nhập phần mềm. Các bác sẽ đây là nút lên nút xuống đây. Các bác ấn sang phần Yes. Rồi các bác ấn OK để nó chạy cập nhật phần mềm. Các bác chờ chạy khoảng tầm 30 giây thôi. Cập nhật khá là nhanh. Ok, sau này là đã cập nhật xong rồi. Sau khi đã cập nhật xong ấy, thì các bác đây là nút nguồn. Các bác bấm nút nguồn đây, nút nguồn đây. Các bác ấn giữ chặt nút nguồn để leo lên màn hình. Sau khi lên màn hình rồi các bác ấn tiếng Việt này, thì lên tiếng Việt các bác ok đây, ok.
Gói giờ là GMT cộng 7, các bạn ấn lên GMT cộng 7. Bây giờ nó sẽ là lại tiếp tục vào phần là kênh phần mềm tiết, thì sau đây là các bác là ấn vào chữ no. Nếu các bác không ấn vào chữ no thì sau này các bác cứ bật máy lên, tắt bật tắt máy lên và bật lên thì nó sẽ hiện lên liên tục. Thì bước đầu tiên các bác ấn vào chữ no, sau đó các bác vào phần cài đặt của camera. Bước đầu tiên các bác tắt quay đã nhé, tắt quay đi, là nút ok tắt quay. Sau đó vào phần cài đặt của camera này, lúc ngoặt cùng góc tay trái không cài đặt, các bác ấn một lần nữa, ấn một lần nữa để xuống cái mục thứ ba bên dưới này. Sau các bác ấn nút lên trên này, đây này, để nói đi, ấn nút lên trên đến cái phần xóa dữ liệu. Các bác ấn một phần xóa dữ liệu này, rồi format lại thẻ nhớ một lần, rồi các bác ấn yes. Ok, sau khi các bác đã format thẻ nhớ xong thì coi như là các bác đã cập nhật phần mềm thành công. Cái phần mềm các bạn đơn rất là đơn giản thôi, chỉ mất của các bác khoảng 5 phút thôi ạ. Rất cảm ơn các bác đã xem video này.